chơi trò chơi đố vui về những loại trái cây nha. Sương Mai sẽ nói ra tiếng Anh hoặc tiếng Việt, rồi các bạn hãy dịch ra tiếng Anh hoặc tiếng Việt cho Sương Mai nghe nha. Yeah! Yeah! Apple. Đúng rồi, quả táo. Apple, quả táo. Bạn được 1 điểm. Quả chuối. Mời em. Đúng rồi, banana, quả chuối. Peach. Mời bạn. Quả đào. Đúng rồi, quả đào. Peach. Bạn cũng được thêm 1 điểm nữa.